Cuối năm rồi, chuẩn bị lịch mới thôi mọi người ơi. Theo như thông lệ hàng năm thì mình đều sản xuất một ít lịch cho nó tưng bừng vui vẻ. Và năm nay thì tất nhiên không phải là ngoại lệ. Đây là cuốn lịch mới của mình cho năm 2024, có tên là Năm Thìn Tập Thiền. Thì vẫn là lịch tô màu như mọi năm, nhưng mà năm sau là năm thìn. Thế là mình muốn đây là chủ đề con rồng, nhưng mà với những cái hoạt động là thư thái, để năm sau mọi người có một năm mới thật là bình an và vui vẻ. Lịch năm nay thì hơi khác mọi năm vì nó được chia ra làm hai phần là phần hình và phần lịch. Mọi người có thể thích tô hình nào trước cũng được, thích tháng mấy để hình nào cũng được, lúc nào có tâm trạng như thế nào thì để hình đó. Tại thì mình chỉ muốn ngồi im thôi nên mình họ chọn hình con rồng ngồi lặng im. Đầu tháng hay lúc nào rảnh thì dành ra vài phút để tô màu cho nó thư thái nha mọi người nhá. Phần lịch này thì mọi người có thể ghi chú hay trang trí linh tinh gì tùy là mọi người nhá. Mình thì hơi màu mè hoa lá nên mình cứ vẽ vời hết. Dù xấu dù đẹp gì thì vẫn là một quyển lịch mang dấu ấn riêng của mình hơn là những quyển lịch mua sẵn ở ngoài hàng đúng không? Lịch thì còn được tặng móc chìa khóa như này nha mọi người nhá. Nhanh tay mua không lại như mọi năm hết rồi lại bắt đền tôi.